À, trước đây thì tôi mắc cái bệnh cao huyết áp, vừa rồi đi nhậu thì có bị ngã nên tôi đã chuyển sang thành tai biến mạch máu não. Sau cái thời gian điều trị tại bệnh viện về ấy, thì chân tay của tôi rất là run, đặc biệt là tê bì. Mới đây thì gia đình cũng tìm hiểu trên báo đài thì cũng biết đến cái sản phẩm Tapi Plus. Tôi sử dụng được cái sản phẩm này được khoảng gần 1 tháng thì thấy cái cơ thể là hoàn toàn được thay đổi. Đặc biệt là ăn uống thì là rất là dễ, nó không khó như trước nữa, tay với các thứ là nó không còn run như trước, và mặt mũi tôi bây giờ đã hết bị lệch.